quan tài Pele diễu hành trên phố. Sau lễ viếng, quan tài vua bóng đá Pele được đặt trên xe cứu hỏa diễu hành qua các con phố Santos tới nghĩa trang an táng hôm 3 tháng 1. Lễ viếng vua bóng đá Pele kết thúc sáng 3 tháng 1 theo giờ địa phương. Sau lễ viếng, quan tài ông được những quân nhân hộ tống ra ngoài sân Villa Belmiro chuẩn bị cho lễ rước. 8 quân nhân khiêng linh cữu Pele rời sân nhà câu lạc bộ Santos, nơi ông từng thi đấu phần lớn sự nghiệp cầu thủ. Quan tài huyền thoại Brazil được đặt trên xe cứu hỏa rời sân Villa Belmiro diễu hành qua các con phố ở Santos trên đường tới nghĩa trang. Trên linh cữu của vua bóng đá Pele được phủ một lá cờ Brazil. Người hâm mộ đổ ra hai bên đường vẫy chào tri ân Pele lần cuối. Linh cữu vua bóng đá cũng đi ngang qua nhà mẹ ông, bà Celeste. Mẹ Pele 100 tuổi, sức khỏe yếu và không còn minh mẫn nên không nhận thức được việc con trai đã qua đời. Đông đảo người hâm mộ vẫy cờ câu lạc bộ Santos khi linh cữu Pele đi qua. Vua bóng đá Pele qua đời hôm 29 tháng 12 năm 2022 sau một tháng nằm viện điều trị ung thư ruột. Pele được chôn cất tại đài tưởng niệm Necropole Ecumenica. Đây là nghĩa trang thẳng đứng được coi cao nhất thế giới. Lễ an táng Pele diễn ra riêng tư, chỉ những người trong gia đình tham dự. Theo truyền thông Brazil, nơi an nghỉ của vua bóng đá nằm trên tầng 9 nhìn ra sân Villa Belmiro. Trước lễ rước, vẫn có hàng nghìn người xếp hàng vào sân viếng Pele. Nguồn tin tại Brazil cho hay, dòng người bên ngoài sân Villa Belmiro dài tới 2 km. Vợ chồng tổng thống mới đắc cử của Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, tới viếng Pele. Chủ tịch FIFA và một số đồng đội cũ ở Santos của vua bóng đá cũng tới tiễn biệt ông lần cuối. Pele tên thật là Edson Arantes do Nascimento, sinh năm 1940. Vua bóng đá có 18 năm gắn bó với Santos trước khi sang Mỹ thi đấu cho New York Cosmos 2 năm cuối sự nghiệp. Ông là danh thủ duy nhất 3 lần vô địch World Cup.